hôm ngày làm tháng tối 9 tháng 4 mấy chục năm 2023. Cái lý do mình họp mặt, sao họp ở đây được là do cái tên, Đào Nguyễn Chí Đức. Lý do là đó, thì muốn kiếm tất cả các bạn của mình nhưng mà chỉ kiếm không được, chỉ có Facebook, chỉ có không ra được. Đức Tiến Đào Nguyễn Chí Đức là hiện ra là cái câu là ba má đặt cái tên đúng hay, đúng hay, đúng hay. Thì từ đó chị họ chỉ mới tự nhiên cái chị nói chuyện qua lại cái chị nói là bây giờ chị muốn gửi tặng cho mỗi bạn như mình trong cái lớp nhóm D1 đó mỗi người 50 đồng, là tôi Đức muốn kiểm như nào, thật ra lại Đức có con thứ hai là mình là người được nhận tiền chung, thật ra là từ đó mới cái này nảy sinh ý nghĩ cái nó tự nhiên nhớ cho ông này hay dòng này là đi rút về để làm mấy nhà mấy bạn với Khánh vợ nghe với ông Tiến này là mình sẽ làm cái buổi họp mặt ở đây và không ngờ là được gặp lại có những bạn thì cũng còn gặp được nhưng mà không Khánh nữa Úc ví dụ vậy với mấy chuyện là không có gặp được bao giờ là 40 năm luôn, thật ra là 40 năm nhìn ra là thấy mọi người đẹp hơn ngày xưa luôn. Có Đức Nguyễn như xưa thì lâu lâu cho ông đổ đi ông đổ 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 ở đây là mình nói chuyện với là phát biểu nhưng mà tại mình tâm sự để mình gửi cho mấy chị bên mấy người bảy người bạn bên Mỹ nghèo này tiếng nói còn gì thì nói lại tiếng nhắc mấy bạn bên Mỹ là bắt chước chị Hợi sao nói đi à mấy bạn bên Mỹ này phải bắt chước chị Hợi lâu lâu mà nhớ anh chị em là bên đây để một á họp mặt ăn thì cứ ra gửi quà về đây. Rồi giờ xoay một vòng nghe có lý. Chị Lệ chị Lệ ở đây Nương. Chị Nương chồng chị Nương anh tốt rồi, anh tốt rồi đây là ngày xưa là con Thanh bây giờ là mê vợ quá thành ra lấy tên của vợ luôn, thành ra là tên là Hạnh cũng nói đại đi vòng chị. Còn đây là hồi đó học lớp C đó nhưng mà đây Hương, là Khánh nè Hương mê con thì quá đi thành ra đi ngay qua lớp D đây vợ Khánh cô Loan Châu Tiến, Tiến. Bà xã của Khánh là Loan và người cuối đó là vì cái này là không thành mấy người dâu bị đẩy lên là còn những người nhắn mặt là Võ Nga hôm nay là bất tình hình Võ Nga rất là an ngán nhưng mà Võ Nga là bị đám dỗ bất tình lệnh thành ra mà theo Á Đông mình là thành ra đám dỗ là còn đơn thì người con gái trăm tỷ đó là chỉ chơi đâu thành ra là muốn không dự được rồi đơn là hồi ấy sao không tới vậy sau này cuối cùng nhắn cho Tiến là không tới được còn Thái Thành Dũng thì đây Sơn đó. Sơn mới với bò ha Sơn bò mới nhắn bà xã đâu còn tới chị gái đâu nhờ rồi bây giờ thôi để kết thúc nha rồi cũng chuyện là như này đó Thái Dũng là Khang nhớ Khang không nhớ nhé còn nhớ ai bây giờ thầy mới chọn